Đây, gà đợt này đang đi khá là nhiều anh ạ. Một tải 5 con. Ok nhé. Bây giờ ra giới thiệu cho anh em là về loa đài cũng như là lưới đánh gà để cho anh em nào mà tham khảo thì có thể là cần tư vấn liên hệ số điện thoại để góc màn hình video. Ok anh em nhé, giờ ra bãi đi. Đây, xuống đến bàn gà thì thằng đệ lại vừa bắt được con gà trống nữa anh em. Đấy, lưới đánh gà là lưới 8 phân anh em nhé. Đấy, chuyên gà. Gà trống ngon quá. Sáng bắt đầu vẫn quẩn về. Ok đấy. Về bộ đồ đánh gà thì các bác ơi. Gà nữa này, gà lại về anh em này. Con này nó đi rồi. Đấy. Yeah. Hơi mờ anh em nhỉ. Không dùng được ra. Thời tiết sáng này. Trống nhiều lắm anh em. Lấy kiểu. Đây. Bãi ngô kia còn hai con gà trống nữa. Vâng, đầy đồng anh em. Ở về lưới đánh gà này là cái lưới mắt 8 phân anh em nhé. Đấy, chuyên gà trích sâm. Đấy, vịt két, mỏng két ấy. Đấy, con lưới này thì khi anh em mua mới thì nhà em nhuộm đen tàng hình như cánh vừa dính con gà kìa. Quay ra nhìn rất là khó. Còn không bình thường nó sẽ như thế này. Bình thường ví dụ đánh đến vụ thứ hai lưới nó bạc bạc kìa như thế này. Yêu này chống già thế thần nào hăng nhỉ. Bên bãi ngô nhà khóa kia còn hai con nữa. Một con vừa bay lên. Đã yếu rồi. Này to đấy. Thôi. Tiếp. Phát sau nó mà thôi đéo rạch hết lưới. Địt mẹ lưới kém thì nó chả rạch. Chống này. Đi. Con lửa. Con lửa. Thôi hốc thế thôi. Chống anh em. Chống to luôn, chống đẹp luôn. Đấy, ra gỡ con lửa này. Đấy, lưới này thì nhiều khi con lửa vào vẫn ăn hàng bình thường anh em. Buồn ác luôn. Nhiều khi là lọt. Bởi vì con lửa khi nó vào nó ép người ghê á. Oánh 6 phân thì hợp lý. Em ra đây quay cho anh em xem bộ loa đài đánh gà nhé. Loa thì nếu anh em nào có điều kiện thì chơi hai toa Indo. Đấy, gọi. Còn ví dụ như hướng của em đánh gà ngược về thì chỉ cần một toa thôi. Đấy, bắn xuống cánh đồng rộng rộng đằng sau kìa. Đó. Đó, có bao nhiêu con nó dồn hết vào đầm này ngay. Đấy, còn âm ly thì chơi âm ly 263. Dòng âm ly mà không dòng nào thay thế được nó bởi vì nó đánh quá chất lượng luôn anh ạ. Dòng này đánh độ chịu nhiệt rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là tiếng âm thanh ra chuẩn. Chuẩn hay không thì anh em xem video em thì biết. Đánh rẽ, chết rẽ, đánh con gì được con đấy anh em. Con gà đây cũng gọi là gà già rồi. Đây âm ly đây. Âm ly này là âm ly 263 nhé. Con này cũng dùng được cách đây 4 năm đến bây giờ vẫn khá là ok anh em. Đây là về bộ âm ly. Con này thì công suất của nó là 300W này. Đấy, và nó có tất cả những cái chức năng được phù hợp để cho anh em đánh chim đêm. Ví dụ như là chức năng vớt bài này, qua bài trở lại tạm dừng. Đó. Có chạy qua USB được này, thẻ nhớ được này. Và cái quan trọng nữa là một âm ly này nó sẽ ra hai cổng loa anh ạ. Đấy thì đánh nó sẽ hiệu quả. Con loa đài khu vực kia đã đang mang về. Loa đài thì phải mang về anh ạ. Đấy, kể ở đây thì ví dụ mà trông được thì đánh cả ngày thì gà nó sẽ quẩn về nhiều hơn. Đấy, tỷ lệ nó được nó sẽ cao hơn nhưng mà sợ dân nó gỡ rách lưới anh ạ. Quân, em mưa rồi. Ok này, ok quá rồi anh ạ. Đấy, ok anh em nhé. Một bộ của nó là gồm như em đánh là một âm ly, một loa và tầm khoảng 400 mét lưới. Ok, bây giờ chào các bác đây. Một con bay mất.